thời tiết rất là đẹp, ở bên ngoài trời rất là nắng luôn, nên là mình muốn đi đâu đó để mà thư giãn một chút xíu, tại vì mùa hè mà ở nhà thì buồn lắm, mà vì lý do là đang trong tình hình dịch bệnh cho nên là mọi người hạn chế đi những nơi đông người, cho nên là mình hôm nay mình quyết định là chỉ đi lên một cái núi nhỏ ở đây để mà ngắm cảnh thôi, chứ mà bây giờ mà đi những nơi đông người thì cũng sợ lắm. Bên ngoài hiện tại bây giờ đang là 6:10 chiều nhưng mà trời còn rất là nắng, cho nên là mình vẫn có thể đi chơi được. Chặng đường dài anh đi chờ một hình bóng ai, một người mà vẫn nhớ vẫn yêu thương bấy lâu, chính em người anh kiếm tìm, chỉ có em là mãi mãi luôn ở trong. Đừng rời xa nhau như hai ta đã từng, anh muốn được dành trọn yêu thương như khi xưa đã hứa sẽ đi cùng đoạn đường phía trước, giữ lấy nhau thật chặt, hãy để trong vòng tay anh, dù đêm đông dù mưa giông mình vẫn có nhau không xa rời, hứa sẽ mãi yêu em trọn đời như thế. Chẳng đêm cách xa anh thêm một lần, chúng ta đừng rời xa nhau như hai ta đã từng, anh muốn được dành trọn yêu thương như khi xưa đã hứa sẽ đi cùng đoạn đường phía trước, giữ lấy nhau thật chặt, hãy để anh bước cùng em. Bên nhau quên thế gian, bình yên nhé trong vòng tay anh. Dù đêm đông, dù mưa giông, mình vẫn có nhau không xa rời, hứa sẽ mãi yêu em trọn đời như thế. Chẳng đêm cách xa anh thêm có em, trái tim ngập tràn những yêu thương, mỗi khi cô đơn hay lại đây lại gần tên ơi. Ở bên em ngày hay đêm, thời gian trôi qua nhanh em đời, ngồi bên nhau quên thế gian, bình yên nhé trong vòng tay anh.